chiều mưa bay gió nhẹ ru thầm em về viếng mộ giờ cõi âm u bao năm tháng qua tình chẳng phai tàn nhìn đau trong tim từng bước chân qua dans l'après-midi pluvieux le vent doux berceau je suis retourné visiter la tombe au milieu de l'obscurité au fil des années l'amour ne s'est pas fané mon cœur s'étouffe à chaque pas que je fais phường hằng lặng lẽ giữa trời u buồn nén nhang hương khói gửi đến vợ xưa kỷ niệm hôm nào vẫn còn trong lòng tình yêu hai người vẫn còn đầy mãi phường hằng ngày cao mong yêu yêu de ciel triste brûlé de l'encens et de la fumée et envoyez-le à votre ex-femme les souvenirs de cette journée sont encore dans mon cœur l'amour entre deux personnes est toujours là pour toujours anh nhìn mộ kia nơi vợ anh nằm đất trời hoang vu ôm trọn tình sâu nhớ thương khắc khoải hồn ai lạc lòng anh vẫn nhớ em dù tình xa xăm je regarde la tombe là-bas où repose ta femme la terre et le ciel sont désolés embrassant un amour profond ce souvenir et c'est né l'âme est perdue tu me manques toujours même si nous sommes loin phường hằng lặng lẽ giữa trời u buồn nén nhang hương khói gửi đến vợ xưa kỷ niệm hôm nào vẫn còn trong lòng tình yêu hai người vẫn còn đầy mãi phố hàng ngày cao nghe lưu du ciel triste brûlé de l'encens et de la fumée et envoyez-le à votre ex-femme les souvenirs de cette journée sont encore dans mon cœur l'amour entre deux personnes est toujours là pour toujours lặng nghe tiếng gió thầm thì gọi tên nơi đây em đến chia sẻ cùng anh vợ lớn vĩnh viễn chẳng còn bên cạnh nhưng tình yêu đó mãi mãi chẳng phai Internet tout sur mon rêve mon mot va votre nom me voici pour partager avec toi ma famille n'est plus à mes côtés pour toujours mais cet amour ne s'effacera jamais phường hằng viếng mộ lòng nhẹ buông trôi mộ vợ lớn kia mãi là thiên thu chiều mưa bay gió nhẹ ru thầm em về viếng mộ giờ cõi âm u bao năm tháng qua tình chẳng phai tàn nhìn đau trong tim từng bước chân qua dans l'après-midi pluvieux le vent doux berceau je suis retourné visiter la tombe au milieu de l'obscurité au fil des années l'amour ne s'est pas fané mon cœur s'étouffe à chaque pas que je fais trời ơi mọi người biết cái gì chưa trời ơi hôm nay Phương Hằng về là cả nhà ơi hôm nay trời u buồn có Nguyễn Phương Hằng đã được tự do đây là một khung phô lô thời trang nam nữ nha ai mà gặp tôi trên đường hôm nay nha tôi tặng hết cô tặng hết không có bán phô gì cả nha cả nhà đây ủng hộ của Nguyễn Phương Hằng hôm nay là ngày 19 tháng 9 tin vui cả nhà ơi cô Nguyễn Phương Hằng đã Le ciel triste, brûlé de l'encens et de la fumée et envoyez-le à votre ex-femme. Les souvenirs de cette journée sont encore dans mon cœur. L'amour entre deux personnes est toujours là pour toujours. Trời ơi, mọi người biết tin gì chưa? Trời ơi, hôm nay cô Nguyễn Phương Hằng về rồi cả nhà ơi. Hôm nay ngày 19 tháng 9 cô Nguyễn Phương Hằng đã được tự do. Trời ơi, đã không có follow thời trang nam nữ nha. Ai mà gặp tôi trên đường hôm nay nha, tôi tặng hết luôn. Tặng hết, không có bán buôn gì cả nha cả nhà. Đây là ủng hộ của Nguyễn Phương Hằng. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 tin vui cả nhà ơi. Cô Nguyễn Phương Hằng đã về. Xin xong thế giới này. Ông qua sống là một cuộc phong sự sự và niềm xin này. Này vui lắm quý vị ơi, vui là được thoải mái tự do rồi được lái xe rồi thấy cuộc đời đã rất là thú vị luôn. Bây giờ là trở lại cuộc sống bình thường rất là vui luôn. Mà dành riêng ngày đặc biệt là không được đâu. Ngày nào cũng đặc biệt là chứ được. Chạy ra phước trả lời là không được xem gì. Thì ngày hôm nay lại được. Biết nó đúng một cái gì vậy?
quý khách hàng con bị tổng thì con phải xét xử như thế nào? Khách hàng được thả tự do mà giống như cha mẹ hoặc người thân của chúng tôi được thả tự do. Xin chúc mừng chị nhé. Cái đắng cuộc đời đối với tôi lớn mà giống tình và ở dạy tôi không. Đúng đó quý vị, chính xác luôn. Cô Hằng về rồi nha mọi người ơi, cô Hằng về rồi nha, I love you. Tin vui mọi người ơi. Cô Hằng đã chính thức ra rồi các bạn nhé. Cô được ra sớm 3 tháng do cải tạo tốt. Cô là gì? Thần hộ mệnh đấy, là vị thần may mắn. Nguyễn Phương Hằng sẽ trở về tự do trong ngày hôm nay mọi người ơi. Có lẽ khi nghe cái thông tin này thì rất nhiều cô chú anh chị và các bạn sẽ thực sự rất bất ngờ, và chính cháu Phúc Tài Chính cũng như thế. Không ngờ có một cái thông tin vui mà nó lại đến bất ngờ như vậy. Anh và em cùng nhớ đến người, tình yêu vĩnh cửu chẳng hề phôi phong. La tombe de la femme née pour toujours. Toi et moi, nous nous souvenons de toi ensemble. L'amour est éternel, ne se fane jamais. Trời ơi, mọi người biết tin gì chưa? Trời ơi, hôm nay con Nguyễn Phương Hằng về rồi cả nhà ơi. Hôm nay ngày 19 tháng 9, con Nguyễn Phương Hằng đã được tự do. Rồi thấy không? Đây đảo không follow thời trang năm nữa nha. Ai mà gặp tôi trên đường hôm nay nha, tôi tặng hết luôn. Tặng hết, không có bán buôn gì cả nha cả nhà. Đây là ủng hộ của Nguyễn Phương Hằng. Hôm nay là ngày 19 tháng 9, tin vui cả nhà ơi. Con Nguyễn Phương Hằng đã về.